Xin chào, rất vui khi được gặp lại các bạn tại Tóc Khám Phá. Haki, một loại sức mạnh mà hầu hết các nhân vật xương sỏ trong One Piece đều sở hữu. Một loại sức mạnh không kém cạnh gì trái ác quỷ, hay thậm chí có thể nhỉnh hơn cả sức mạnh từ trái ác quỷ mang đến luôn đấy. Vậy thật sự, Haki là gì? Có bao nhiêu loại Haki trong One Piece? Chào mừng các bạn đến với Tóc Khám Phá. Hôm nay, chúng ta hãy cùng Tóc Khám Phá tìm hiểu về sự thật về Haki trong One Piece và những kẻ sử dụng được cả ba loại Haki vô cùng bá đạo. Haki là gì? Về điều này thì ai cũng biết, Haki là một dạng sức mạnh rất bí ẩn, có thể sử dụng bởi nhiều sinh vật trên thế giới. Nhưng tuy nhiên, theo phần đa số thì chỉ có phần ít người có thể sử dụng Haki mới nhận ra được sự tồn tại của nó trong cơ thể để cố gắng đánh thức nó. Và một số người khác thì hoàn toàn là do bản năng của cơ thể khi bị dồn vào đường cùng, như chúng ta đã thấy trong phim. Khi Ace lúc nhỏ vô thức sử dụng được Haki Bá Vương để khiến cho hải tặc Blue Jam bất tỉnh, hay Luffy đã vô tình sử dụng Haki Bá Vương của mình rất nhiều lần trong nhiều trường hợp, và ghê gớm nhất là khi cậu đã khiến cho đạo phủ dừng lại khi sắp sửa hành hình hỏa quyền Ace. Vào thời điểm trước đây, chúng ta vẫn chưa có nhiều kiến thức về Haki, chẳng hạn như những tập phim ở trong phần đầu, chúng ta đã thấy Sang sử dụng Haki để khiến cho con vua biển hoảng sợ và bỏ đi để giải cứu Luffy khỏi vào bụng cá. Tuy nhiên rằng, chúng ta không hề biết nó là gì. Riêng bản thân mình thì mình thấy tương tự như Sang, có một năng lực là trừng mắt và tỏ ra sát khí đe dọa đối thủ. Nhưng sau khi biết Haki là gì thì mình đã rõ hơn rồi. Đến thời điểm hiện tại trong One Piece, đã tổng cộng có 3 dạng Haki được sử dụng. Nhưng nếu nói phổ biến thì chỉ có 2 dạng chính, còn dạng thứ 3 là một loại Haki đặc biệt mà chỉ có những người được chọn, hay nói cách khác là những người có mệnh làm vua mới có thể sở hữu dạng Haki này. Lần đầu trong bộ phim, tác giả Oda đã cho chúng ta biết thông tin của dạng sức mạnh Haki, chính là khi Râu Đen đang nói về mức tiền thưởng của Luffy khi họ đang ở Chaya, và những khái niệm sơ lược về Haki khi Băng Mũ Rơm đang ở quần đảo Sabaody và Amazon Lily. Sau trận Marineford, Rayleigh đã bắt đầu giải thích cho chúng ta thông qua việc giải thích cho Luffy hiểu sức mạnh Haki là gì và những phương thức luyện tập cũng như để làm chủ được nó. Để tập luyện cho Luffy, sau thời gian time skip, những nhân vật như Zoro, Sanji hay Usopp cũng đều đã học được những loại Haki cơ bản và cách sử dụng chúng, và họ đã khác xưa rất nhiều, chứng tỏ đây chính là một nguồn sức mạnh vô cùng lớn được tiềm ẩn bên trong cơ thể để chờ chủ nhân của nó thức tỉnh. Những dạng Haki. Như mình đã nói lúc đầu, có 3 dạng Haki mà những nhân vật trong One Piece sử dụng, và hiện tại là như vậy. Sau này có dạng nào nữa không thì mình cũng không biết, nhưng mình nghĩ có thể sở hữu cả 3 dạng Haki này là quá bá đạo rồi, nên chắc tác giả Oda sẽ không cần thêm nữa. Và sau đây là những dạng sức mạnh đang được các bạn mong chờ. Thứ nhất chính là dạng Haki vô cùng phổ biến, Kenbusoku Haki. Có ai đã từng muốn biết rằng tương lai sẽ như thế nào không? Có ai muốn đoán được hướng ra đòn của đối phương để né tránh và phản lại hắn gấp 3-4 lần không? Mình tin chắc rằng ai ai cũng muốn như vậy. Và Kenbusoku Haki chính là dạng Haki cho phép người sử dụng nhìn thấy được một khoảng thời gian ngắn ở tương lai, hoặc cảm nhận sự hiện diện của người khác đang ở xung quanh họ, ngay cả khi bị che chắn tầm nhìn hoặc bị che giấu đi sự hiện diện của cơ thể. Được sử dụng lần đầu bởi Satori ở hòn đảo trên trời, hắn gọi đây là một mantra, có nghĩa là thần chú, và sử dụng nó để ngăn cản Sanji, Luffy và Usopp. Và năng lực này có thể sử dụng bởi những người khiếm thị như Fujitora. Khi sử dụng, ông ấy sẽ thấy như thế này. Vậy nên có mắt hay không thì chỉ cần có Kenbusoku Haki cũng sẽ sáng rõ thôi, cứ nhìn vào những đường kiếm của Fujitora thì biết. Và thứ hai là Busosoku Haki. Đây cũng là dạng Haki thứ hai được nhiều người sử dụng. Tên thường gọi của dạng Haki này là sắc màu vũ trang hay Haki vũ trang, và cái tên của nó cũng nói lên tất cả. Sắc màu vũ trang là một dạng Haki sử dụng sức mạnh từ tinh thần của họ để tạo ra một lớp giáp vô hình xung quanh cơ thể ở những chỗ họ muốn. Nhưng nói vô hình vậy thôi, chứ trong phim chúng ta có thể thấy màu sắc vũ trang có màu đen. Khi được kích hoạt, nó sẽ tạo ra một lớp giáp bao bọc cơ thể như xe bọc thép vậy. Lớp màu đen này sẽ cường hóa đòn tấn công của chủ thể và có thể tác động một cách vô cùng mạnh lên đối thủ của họ. Loại Haki này là một phương thức vô cùng chuyên dụng để tấn công những người sử dụng trái ác quỷ, kể cả là trái ác quỷ hệ Logia, như chúng ta đã thấy khi Rayleigh sử dụng để khiến cho Kizaru trọng thương. Và cuối cùng là dạng Haki vô cùng hiếm có và thường chỉ xuất hiện ở những người được chọn có tố chất để làm vua, chẳng hạn như vua hải tặc, vua bóng đêm hay những người như vậy.
Haosoku Haki, hay còn gọi là Haki Bá Vương, được xem là Haki mạnh nhất cho đến thời điểm hiện tại của One Piece và khác hẳn với hai dạng Haki trước có thể rèn luyện để thức tỉnh. Cho dù có tập luyện nhiều đến đâu, thì một người không được chọn không thể sử dụng dạng Haki này. Còn đối với những ai đã thức tỉnh được rồi, thì đây thực sự là một đối thủ đáng gờm, như chúng ta đã thấy rải rác ở một số cảnh phim mà các nhân vật sử dụng. Ví dụ như Shanks sử dụng Haki Bá Vương để đuổi con vua biển đi, hay tỏa ra sát khí từ Haki khiến cho những thủy thủ đoàn trên tàu râu trắng phải ngất xỉu, hay Rayleigh đã thể hiện Haki của mình để ngăn cản con voi đang chạy đến, hay Luffy đã thể hiện độ ngầu lòi của mình khi quét tan nửa số quân của Hody khi ở trên đảo của người cá. Haosoku Haki sử dụng sức mạnh ý chí của người dùng để lấn át ý chí của người khác, nên nó mới được gọi là Haki Bá Vương. Cách thức tỉnh và tập luyện Haki. Như mọi việc, mọi sự vật trên đời đều cần phải có sự tập luyện cần mẫn và chăm chỉ. Nếu bạn là một thần đồng thì vẫn phải tập luyện để nâng cao kỹ năng của mình hơn. Nếu bạn đã giỏi thì bạn cũng phải khiến cho cái giỏi đó được duy trì. Nếu không tập luyện và trau dồi thì sẽ mất đi khả năng đó. Sức mạnh cũng vậy. Và một sức mạnh chỉ được kích hoạt bằng ý chí của người sử dụng lại càng cần thiết để tập luyện hơn. Qua vài câu nói của Rayleigh khi bắt đầu tập luyện trên Luffy, hay Mihawk nói với Zoro về cách bọc Haki cho kiếm để thanh kiếm trở nên cứng cáp và sắc bén hơn, thì mình rút ra được hai bài học. Đó chính là Haki hoàn toàn sử dụng ý chí của người dùng để kích hoạt, và tốt nhất là nên kích hoạt trong một số trường hợp tính mạng hay người sử dụng đang bị lâm vào tình thế nguy hiểm, thì ý chí của người đó sẽ được đẩy lên mức cao nhất có thể để bộc phát Haki ra bên ngoài, và khi đó cũng chính là thời điểm Haki của họ thức tỉnh, như khi Luffy đã ngăn cản đao phủ hành quyết Ace, hay Kobe hét lên để ngừng việc giết nhau của mọi người lại vì cậu thấy trước được sự việc. Vậy nên, việc kích hoạt Haki có thể thức tỉnh khi đang ở trong tình thế vô cùng tuyệt vọng và nguy hiểm. Hoặc nếu không muốn rơi vào những tình cảnh đó, bạn có thể rèn luyện ý chí của mình mỗi ngày như khi Zoro tập luyện để sử dụng Haki vũ trang vậy. Đó là đối với hai dạng Haki thông thường. Còn với Haki Bá Vương, nếu bạn không có đủ tố chất thì tốt nhất đừng cố kích hoạt nó theo cách đầu tiên, vì nếu không, khả năng lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân là 100% đấy nhé. Như mình đã nói, chỉ có người được chọn mới có thể sử dụng được nó thôi. Những người có thể sử dụng cả ba loại Haki. Haki mạnh như vậy nên sẽ có rất nhiều tài to mặt lớn có thể sử dụng Haki, cả những tên như Râu Đen còn có thể sử dụng nó mà. Nhưng rất ít những ai có thể sử dụng được cả ba loại Haki, và không những thế, có những người chỉ sử dụng được duy nhất một dạng Haki như Kobe mà thôi. Nên những ai có thể sử dụng được cả ba dạng Haki thì người đó chắc chắn là một kẻ không nên động đến. Và sau đây là những cái tên mà bạn nên tránh, vì nếu không bạn sẽ nhận hậu quả vô cùng khó lường. Đó là hải tặc tóc đỏ Shanks, vua bóng tối Rayleigh, nữ hoàng hải tặc Boa Hancock, Luffy mũ rơm, bộ trưởng bột mì Katakuri, cựu đô đốc hạm đội Sengoku, thiên giả xoa Doflamingo, Chin Zhao mũi khoan và người đàn ông mạnh nhất thế giới, râu trắng. Đây là những người đến thời điểm hiện tại có thể sử dụng được cả ba loại Haki, và bất kỳ ai trong số bọn họ cũng có thể làm cho bạn cảm thấy nguy hiểm đến mức nào rồi đấy. Nhưng chắc chắn chỉ có Luffy mũ rơm là được nhiều người yêu quý thôi. Ai là người sử dụng Haki hiệu quả nhất? Và cuối cùng là câu hỏi mình luôn băn khoăn bấy lâu nay. Có nhiều người sử dụng Haki như vậy, vậy thì ai sẽ là người kiểm soát được Haki giỏi nhất? Đây cũng là một câu hỏi rất khó trả lời, vì một phần, nhân vật nào trong phim cũng rất thành thạo về loại Haki mà mình đang sử dụng và không có ai vượt trội hơn ai cả. Nên mình sẽ nêu quan điểm của mình ra, đó chính là vua bóng tối Rayleigh. Vì sao mình lại nghĩ Rayleigh có thể là người sử dụng Haki giỏi nhất à? Đó là vì ông là người đã giải thích cho chúng ta hiểu Haki là gì và sức mạnh của Haki. Rayleigh cũng là người đã hướng dẫn và rèn luyện cho Luffy cách thức tỉnh cũng như sử dụng Haki, đồng thời giải thích cho cậu hiểu rằng Haki là gì. Vậy nên mình nghĩ Rayleigh là người am hiểu về Haki nhất.
Nhưng tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của mình thôi. Vì vậy, các bạn có thể thấy Mihawk cũng dạy cho Zoro về Haki vũ trang. Vậy nên ý các bạn thế nào? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt.